Xin chào các bạn nha, các bạn chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe nha. Hôm nay mình đi ra nhà máy đường rồi các bạn, mình quay nhà máy đường các bạn xem nha. Đó, bây giờ gần tới nhà máy rồi các bạn, bây giờ mía xe mía đứng này, xe mía đứng rất nhiều các bạn. Rồi có cảnh sát giao thông các bạn, mình đỡ máy xuống nữa. Thôi giờ mía các bạn, chỗ có cảnh sát giao thông mình không dám quay các bạn. Rồi mía nhiều, mía hai bên đường đứng bát ngát các bạn ạ. Xe lúc không? Cảnh sát thì nó ra tới rồi nó chậm này. Đó, xe đó đổ mía giờ gì các bạn, đổ mía chạy xe không giờ. Đó, mình đi giờ gần tới nhà máy đường các bạn ạ. Đường đó là vô nhà máy này. Rồi mía nhiều quá. Wow, mía rồi các bạn. Mía hai bên đường đứng. Wow. Nhiều quá. Trời mía. Quá trời mía luôn. Công ty mía đường của ngài nha. Chỗ đúng rồi. Bạn gọi xe mía đứng nè. Xếp hàng hàng gì cả. Vô nhà máy các bạn. Đứng xe là xe đổ mía. Bên lần các bạn xe đổ mía. Wow.
giờ hạ xuống á. Cánh nhà máy nè bạn, chia sẻ các bạn xem đoạn nhà máy nè ngang ba. Bây giờ mình chia vô đó mình quay, mình cũng lén lén mình quay, mình cũng quay lén quay chứ không nhà máy nó không cho quay các bạn. Ai cũng còn mía gơ người mặt mía mía đứng mía nhiều vừa như này tổ xí mía không.
xin kết thúc bây giờ các bạn.